Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào cả nhà mình. Đây là bạn Lương, vlog cuộc sống Nhật Bản cả nhà. Thì hai anh em sáng nay cũng cũng như mọi ngày đi thay nước hoa cho cậu Năm để cho nó tươi, cho nó lâu hơn và bảo quản những cái hoa của khán giả được lâu hơn cả nhà. Rồi anh em mình làm thôi. Dạ. Thì em cũng chúc cô chú anh chị mình ngày mới nhiều sức khỏe. Còn cái cây này nó lên rễ nè. Gấp nước nó mà lên. Tạo bò tay nè. Làm. Bò tay hoa thơm lắm tại. Hoa gì? Cây hoa bò dưới đây nè. Đây này, đây là dưới gốc cây nó dính nước thì nó thơm nha. Ủa, độc quyền ha. Cây gì ngộ vậy? Giống như là nó ngâm dưới nước thì nó lại phát ra mùi thơm. Phát ra mùi thơm ha. Rồi mình làm lượt cái mình bưng vô luôn. Cái này anh em mình rửa cái rễ rửa cái gốc cho nó không có bị hôi á. Hôi rồi xong cái mình chăm nước mới vào. Nó thì thay nếu mà mình không có chăm sóc á thì có thể mình xài được 1-2 ngày. Còn mình chăm sóc như vậy thì mình có thể là bảo quản được tầm 4-5 ngày, tuần. Đó. Ngày nào cũng thay nước thì cây nó tốt này xói luôn. Cái này đẹp quá ta. Đẹp. Cái này là của chị gái ở thành phố Hồ Chí Minh bữa đó. Anh em đang ở cả nửa ngày luôn. Đang rửa hoa cho chú nè cả nhà. Thằng Khang Spy. Khang Spy đâu rồi? Đó. Công việc này rất là nhẹ nhàng. Những chị em phụ nữ chúng ta hay cùng nhau làm. Cắm hoa. Thôi. Công việc cái này chưa rút ra đi. Công việc này công việc bình thường hàng ngày thôi, tấm lòng của anh em mình thôi, giúp cho cậu Năm vài bữa bằng lương mình cũng bay rồi. Lương muốn làm cũng khó bằng lương ha. Mấy ngày mùng 1 anh. Mùng 1 anh. Quay mấy ngày đấy em nghỉ tại vì sợ Covid anh nhà mọi người. Em sợ Covid anh em mà nghỉ sớm trước 5-6 ngày á. Nghỉ sớm là nghỉ công việc gì? Em không có đi quay trên chú đó. Dạo này Covid nó đang bùng phát á, cô chú anh chị mình cũng cẩn thận nha, đề phòng khẩu trang rồi vô cô chú anh chị ơi. Báo đăng thì Covid đang có sự bùng phát gia tăng. Bình Dương này như có rồi đúng không ta? Có. Bến Cát thì có rồi đó. Có chuyện mồm mà không biết nó nói từ Covid trên đây có ảnh hưởng nha. Sao đó? Nhiều khi cái anh YouTube anh khó. Rồi chút mấy cái bông héo mình bỏ ra đi Lương ha. Để vô trong lúc mình rút chứ. Cái nào héo mình rút ra. Rút ra. Bỏ đi vô trong. Ông không rút đi ha, đây em chở này. Nè, cây này là sen đa lộc đấy. Sen đa lộc á. Đúng rồi. Hồi đó giờ mới từng thấy sen đa lộc này luôn á. Em vậy. Như có gặp 1-2 lần gì mà hoa mũ. Mà nó giống như nó giống cây artiso quá ha. Này, nè cô chú anh chị, cái này gọi là cây sen đa lộc mà của chị gái đó, ở đâu ông Lực nhớ không? Đây, sen đa lộc này cả nhà. Không nhớ nữa. Nhưng mà có một cô trong cái clip của em có cô tới đây là cũng cúng cho cô Năm là sen đa lộc nè và cái tùng bát chú bạch xanh. Nó và cô thuyết trình cũng như là chỉ dạy cho tụi em á là cái đạo pháp hoặc và cách làm người. Cô có nói em còn nhớ là nên tu khẩu rồi đó. Đó. Thì cái đó nó hay lắm cô chú anh chị. Cô thuyết trình Phật pháp. Rất là hay luôn. Rất là hay luôn. Cô là một người am hiểu về đạo nhiều. Cần phải học hỏi theo cô. Bông này bông cúc gì? Cúc nhung cúc gì? Italy. Italy. Italia. Italy. Anh em mình sáng nay quậy tốt đường luôn. Ngày nào cũng vậy mà. Sáng sớm. Rồi mình làm một lượt xong cái mình đem vô luôn cô chú anh chị. Đúng rồi đó. Nhanh thôi. Bạn Lương rửa bông mà với bạn thay nước bông mới rửa rau nhá. Lương mùng 1 này bay Nhật Bản ha. Không mà nhiều khi anh em mình có công việc như vậy nó cũng vui hết á. Không? Mà giúp được cho khán giả những cái bông này ví dụ như của khán giả nè. Nếu mà không có anh em mình nó thì sẽ héo.
ối và bỏ trong 1-2 ngày rồi. Còn anh em mình chăm sóc thì mình được bảo quản lâu hơn. Chút nước nữa. Và cậu Năm có hoa đẹp. Khán giả tới viếng thì đẹp hơn, có tham quan được thấy nó đẹp hơn. Cây này gọi là cây gì nè? Thì thấy cô bảo nấu canh được mà. Thì là hả? Gọi thì là không? Cái này hoa thì là đó. Thì là thân gỗ hả? Cái này nấu canh được luôn hả? Dạ, mới cô kêu để nấu canh á. Rồi, anh em mình vô thôi nè. Giống lá thì là mà đúng không? Đúng. Có người lại kêu cây ngồi ghế. Không phải ngồi thôi. Phải. Ở đây. Rồi anh em mình vô thôi. Rồi. Mình vô thôi. Mình lấy bông mà như chị ở trong. Rồi nước cũng được thay xong rồi, cô chú anh chị, nước hoa nha, nước những bình hoa nè, anh em mình có những cái tấm lòng nhỏ nhoi thay nước hoa cho nó tươi và nó không có bị úng nè. Nhiều khi qua cái bàn tay của những con trai nó không được khéo léo thì mong là cô chú anh chị mình cũng thông cảm đó. Nó không được tỉ mỉ như phụ nữ ha anh Khang ha. Dữ lắm hả? Nhưng mà em nghĩ là chắc không khéo bằng phụ nữ đâu. Đây nè, như anh thấy nè, đây chỗ này nè, ở phần mộ của cậu Năm nè, là hôm qua là có một chị giấu tên. Hôm qua hôm kia chứ, có một chị giấu tên mà em hay gọi là chị áo đen. Nó tại chị mặc áo đen. Nó chị thấy cái bông bông gì? Bông này bông lan nè, nhiều quá mà nó nằm rải rác ở ngoài, cái chị mới sắp xếp vào. Sắp xếp vào cho nó gọn, và thứ nhất gọn là thứ hai và thẩm mỹ và đẹp nữa, qua bàn tay và cái ánh mắt tinh tế của chị, gọi là em gọi là chị áo đen đó. Đó. Để cái này mình có thấy ra ngoài sao? Cái gì à? Bông cúc hả? Sao nó để chen cúc vậy? Cái này nè. À cái đó, cái chậu này nó bị con nai nó ăn. Còn bông cúc này khán giả đem tới một xíu nữa chắc mình phải cắm lên anh. Cắm lên bình cho nó đẹp. Để đây đi, xíu anh em mình cắm lên sao. Cứ để đây đi. Xíu nữa mình coi kiếm cái bình nào đó mình cắm lên. Có bình nào mình để ha, cắm lên nè. Dạ. Thì ở đây em thấy này, là có cái bông trang nè, là mình sử bệnh ha. Bạn của cậu thì sáng nay chắc em nghĩ cái ly cà phê này của bạn Lương quá. Đón gì mà mới phải không? Thường bạn Lương thì hay cúng cà phê. Đây, một buổi sáng là bên mộ của chú Linh nha các bạn. Bọc thì vẫn còn nha cả nhà. Mộ của Năm thì chưa có gì thay đổi nhiều. Anh em thì hôm qua trước khi về á, thì cũng có kẹp lại nè. Nó kẹp lại quá trời luôn. Cả nhà nhìn thấy nè. Nè. Kẹp lại mà những cái kẹp này nó dày đặc như thế này nè cả nhà. Để chống cho gió. Chống gió, chống mưa, ướt những cái hoa. Mà cũng may hôm qua khi em về á, tới thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Thì trời mưa. Nó buổi tối thì cũng có trời mưa, nhưng mà may là ở Bình Dương ngay mộ của cậu Năm thì không có mưa cả nhà, cũng cái đó cũng là một cái điều may mắn. Nếu mà lỡ có mưa thì nó sẽ làm hư hại những cái bông, với lại nhiều khi cái rạp hôm bữa nó cũng có một lần là bị gãy cái cây ngang đó, ngay chỗ mối nối đó, mà nó ngã siêu vẹo thì mất công lại phải sửa chữa nó. Bàn thờ của cậu thì lúc nào cũng nghi ngút khói nè, bông là đầy ắp luôn. Đó. Mộ của cậu thì gọi là hoa ngập tràn luôn cả nhà, đẹp lung linh luôn. Thì ở đây có một cái xô nước của bạn Nhi. Nhi đang tưới cây hả? Bạn một tay vô tưới cây hả bạn Nhi? Đó. Thì tưới cây, mấy cái cây mà nó có chậu á cả nhà, nó có đất á, tưới vào để cho nó được đẹp hơn. À ở đây em thấy có một cái bình hoa này nó đẹp nè. Mình đem ra đi chứ sao mà bình hoa đẹp này mà lại để đây. Đó, mình đem để lên bàn đi. Đây. Đó, tự nhiên ở đây có một cái bình đẹp nè. Bình tươi nè, mình phải để lên bàn cho nó trang nghiêm, cho nó đẹp chứ. Đó. Em nghĩ là mình nên để lên đây. Để một góc nào ở trên đây. Để góc này đi. Rồi khi nào mà có khán giả tới, có bánh trái cây rồi đó, có bánh rồi đó, thì bắt đầu mình sắp xếp lại cho nó ngay. Rồi mình buổi sáng thì mình làm cho cái bàn thờ của cậu nó đẹp, nó sung túc, nó đầy đủ hơn á. Cho nhìn nó gọi là nó đẹp đẹp một xíu. Đó.
thì một chút xíu nữa thì sẽ anh em sẽ cùng nhau tháo cái bịch này ra, tháo cái bịch ni lông này ra để lấy những cái hoa ra trưng bày lại cho nó đẹp, cho khán giả tới gọi là thăm viếng cậu và có nơi gọi là chụp ảnh. Thường là khán giả tới là thăm cậu nè, viếng thắp hương rồi sau đó là chụp ảnh lưu niệm. Nó bằng nhi tưới cây, tưới nước cho cây nè, quá tuyệt vời. Hết nước rồi nói đi, tài đi lấy cho nha, tưới hết nước đi, nói tài đi xách cho show khác đó. Bạn Nhi này à, bạn là một túp thấp cơ cả nha, nhưng mà bạn rất là nó, bạn tới đây là bạn chăm sóc mà giống như là bạn thích hoa nè, có lẽ là bạn yêu hoa và cũng thích yêu mến mộ cậu Năm nè. Bạn chăm sóc hoa không cả nhà, nó lau dọn, nó tưới cây đàng hoàng tỉ mỉ nha. Ở bên đây nè cả nhà thấy là hoa nè còn đang chùm lại cả nhà, bên đây cũng vậy, bên đây cũng chùm lại, cũng may mắn là hôm qua không có mưa, nếu mà có mưa thì cũng không biết là nó có ngã hay không nữa, tại vì chùm cái như thế này nè, chỉ gọi là mình chùm tạm thôi cả nhà. Mưa nhỏ mà với lại gió nhỏ nhỏ thì nó có thể chống chịu được, chứ mà mưa to mà gió to hơn á thì em nghĩ là chắc nó ngã nguyên một cục này luôn á, nó thì nó sẽ làm hư hại bông, không còn đẹp nữa. Đây hai cái chậu hoa này gọi là hoa gì ta, hoa dừa cạn, mà không biết vì sao mà nó lại héo như thế này nè. Thì một chút xíu nữa, đây em có, đây có chai nước nè, em tưới thử một miếng coi, không biết là do nó mất nước hay như thế nào mà nó bị héo như thế này. Cái hoa dừa cạn này đúng ra là sức sống nó cũng mạnh lắm á, em tưới tưới xíu rồi một lát nữa bạn Nhi mượn cái xô nước của bạn Nhi tưới thêm cho nó ướt nhiều và cho nó tỉnh táo lại, nó tươi lại, mình cấp cứu nó cho nó sống vậy cả nhà. Với lại buổi trưa ở đây á, trời nó nóng lắm, rất là nóng, buổi trưa nóng mà nó không có gió nữa. Đây là một chậu hoa nè anh Khang, cái chậu hoa này là của, em nhớ là hôm qua là của một cô ở Mỹ nè. Đây nè, hoa lan này nè, hoa lan trắng, hoa lan này cả nhà. Nó em nhớ là một cô ở Mỹ. Cô Mỹ ha. Tới tặng cho cô Năm. Đẹp ha, hoa lan trắng. Thường thì hoa lan rất là bền và xài rất là lâu. Nó đang chọn mấy cái hoa héo ha bạn Nhi. Ở bên đây có mấy cái hoa mà bị con nai nó cắn nè. Vậy là tối nay đi vào tới bên trong này luôn ha. Thì mình nghĩ vậy thôi chứ không biết. Đó kìa. Không biết con nai hay con bò, nhiều khi mình nói con nai mà con bò ăn thì tội nghiệp nai. thường mấy lần trước á thì không, em nghĩ là con bò thì nó to, con nai thì nó gọn. Thì không biết nữa, mấy lần trước á thì phát hiện là con nai. Nhưng mà ở trong đây cũng có nuôi bò. Mà nhiều khi mình nói con nai thì tội nghiệp nai, lỡ con bò nó ăn sao? Mình chẳng biết nó con nào. Không lẽ nói có hai. Nói hai thì nó lại dính lại con không ăn thì tội nó. Thì nó nói mình bây giờ mình cứ nói là với khán giả cô chú anh chị là em không biết cái con gì nữa. Thì là chừng nào mình bắt tận tay thì mình mày ăn chết tao. Mày dám vô đây mày ăn hả? Mày ăn bông của cậu Năm hả? Bắt rồi nghe, bắt dính rồi nghe vậy đó. Của khán giả quyến chờ chú mình ha. Đó, bạn Nhi đi rất sớm cả nhà. Bạn Nhi đi sớm hơn em nữa. Thì hy vọng là bữa nay là khán giả đến viếng cậu đông để cho cậu có nhang khói. Đó. Rồi, có lẽ là xin tạm dừng. Ngày mai à? Ngày mai 49 ngày phải không? Ngày mai 49 ngày. Bữa nay là ngày 48 rồi. Rồi, bây giờ mình nói như gì đi. Cả nhà ơi, xin chào cô chú anh chị ha. Bữa nay là ngày 48 rồi, ngày mai là ngày 49. Thì ngày mai cậu đi hả? Theo như nguyên tắc là ngày mai cậu sẽ đi đúng không? Thì hy vọng là cả nhà có nghe được cái video này. Thì ai ở gần đây thì đến thắp một nén hương để hồi hướng và cũng như là cầu nguyện cho cậu Năm.
ngày mai cậu đi rồi cả nhà, thì trong vòng 48-49 ngày thì cậu cũng vẫn còn ở xung quanh chúng ta ở đây. Nhưng mà ngày mai cậu đi rồi thì cả nhà nếu mà có thời gian hãy nhín một chút thời gian tới đây thắp một nén hương để hồi hướng cũng như là cầu nguyện cho cậu Năm được giảng sanh ha cả nhà. Rồi em xin phép dừng tạm dừng cái video này ở đây. Em chúc cả nhà ở có nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo của em ạ. Xin chào ạ.